Hello, xin chào anh Thơm. Thì cũng đã kết thúc cái giải thi đấu rồi. Hôm nay là ngày show xe. Thì như em cũng đã biết thì anh đã thi cái hạng mục rất là nhiều, cái hạng mục rất là kinh khủng. Ví dụ như hạng mục Master cũng như là hạng mục Expert. Thì ngoài ra thì còn có Best of Show và cả ba hạng mục anh đều có cái giải là giải 3. Thì không biết là anh suy nghĩ gì về cái giải đấu này, cũng như là học hỏi được cái điều gì từ cái sân chơi này. Một cuộc thi mang tên là âm thanh xe hơi, gọi là IMA. Đây là một tổ chức rất là uy tín trên toàn thế giới. Thì ở Việt Nam mình thì đại diện là ô tô Sài Gòn, người ta đứng ra ta tổ chức cho mình thi và có trọng tài quốc tế đứng ra chấm điểm. Thì thật là may mắn khi mình đã đi dự thi và được ba giải ba ở ba hạng mục M, X và Best of Show. Thì qua cuộc thi này, với bản thân mình là một người kỹ thuật thì mình cảm thấy trọng tài người nước ngoài người ta rất là happy khi mà mình hỏi người ta rằng là với cái sản phẩm của tôi á, ông làm á, thấy Việt Nam tôi làm ông có thích hay không, và vấn đề kỹ thuật mình biết là người ta chấm cho mình á để làm sao để tốt hơn. Thì khi mình đặt cho trọng tài những câu hỏi tranh luận như thế thì trọng tài sẵn sàng người ta chia sẻ. Từ đó thì ở đây tôi được học hỏi từ rất là nhiều xe ở đây về kỹ thuật, về setup, về cấu hình để nâng cao thêm tay nghề và đem cái điều đó về quê nhà để phục vụ cho anh em được tốt hơn. Thì qua cuộc thi này thì cảm ơn công ty ô tô Sài Gòn và tổ chức EMA trên toàn thế giới đã tổ chức cái giải thi đấu đầy ý nghĩa để cho anh em coi là giao lưu, học hỏi và cọ sát thật là nhiều kinh nghiệm. Rồi lời cuối là xin chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và chọn được cái hệ thống âm thanh xe hơi yêu thích của mình cài đặt trên xe. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Rồi trước mắt thì mình cũng xin phép là cảm ơn các anh em. Thì hôm nay là ngày show xe. Thì với tư cách là một người đi hỗ trợ cho anh Mai Ngọc Thơm cũng như là thí sinh thì mình có hỗ trợ cho cả ba chiếc xe trước khi thi cũng như sau khi thi. Một nữa là trân trọng cảm ơn các anh em sơ lược qua về một cái buổi cuối cùng show xe để mà sắp đến mình sẽ về quê nhà. Một nữa trân trọng cảm ơn, và đây là CEO của mình. Rồi. Hello anh em. Thì bây giờ mình đang ở Sài Gòn và sắp đến sẽ tiến hành bàn giao con xe VinFast đoạt giải 3 Best of Show cũng như là giải 3 của hạng mục Expert Unlimited. Thì mình cũng gần đến rồi, gần đến cái chỗ của chủ xe rồi. Mình xin phép đóng cái video lại nha. Hello kỹ thuật viên. Chuẩn bị bàn giao con VinFast. Chủ xe thì ở trên này. Rồi mình cùng đón chờ. Sẵn phỏng vấn luôn. Đợi anh ấy xuống rồi mình phỏng vấn luôn. Trong thời gian đó lấy giùm em viên kẹo cái. Lấy ra đây, để em viên. Ok. Rất là hào hứng với con xe này. Một con xe đến từ miền đất Nha Trang, thành phố biển, du lịch. Rất là respect anh chủ xe đã tin tưởng ở Quảng Ngãi để bàn giao con xe để làm. Bây giờ thì đang tiến hành gọi điện để chờ chủ xe đến Queen Anne's Hotel. Đây con xe của mình. Chị gái ơi, cho em một nước cam nữa nha. Ok. Mình đang mua nước cam của bà chị. Ôi, mình chờ hơi lâu. Nên là để mình xin phép đóng video để mà đợi chủ xe xuống mình quay cho quý vị và các bạn xem nhé. Đâu quá, chủ xe tới rồi á. Thôi ông giao xe cho anh chủ đi. Để anh em đi làm lấy cà phê chứ. Sao? Giờ. Ok ok. Rồi bây giờ đi làm lấy cà phê đó. Rồi xíu phỏng vấn sau nha. Nếu mà cái xe mình mà làm kỹ mà khoảng chừng là mày nửa năm á
Còn này mình từ trước Tết đó, chắc chắn là mình ăn giải luôn, ăn ngủ địch luôn. Còn con sai của em á, tại vì cái này á nó thẳng ra là em làm nhát, làm đâu đúng là chơi xe điện mà lại mới gắn cái bộ này. Giờ đấy, chơi luôn. Nhưng mà chờ xe điện lâu quá thì mới gắn luôn, nên cái không gian của xe em còn nếu mà dân chơi nhà chuyên nghiệp, cái không gian của xe CC Dam này là nó đã thua cái xe SUV mà bát này. Mà nó ra là nó đã bị nhốt rất nhiều rồi, nó nhốt rất nhiều rồi, nó nhốt ở trong cái cốp, em thấy được cái cảm giác nó nhốt. Đúng rồi. Nó lên được nhưng mà nó nhốt về vật lý, em không thể cảm thụ được cái rung cảm từ cái lần da đó thì nó không có lên được. Nên lần này đây chắc chạy ra anh rút ra đây thì mình chạy mốt khác nha. Công nhận là con CX5 á, nó hơn mình nhiều thứ, là nó không phải, thứ nhất là lắp loa đồ đài sớm, thứ hai là SUV là vấn đề chính xác, còn có vấn đề cốt lõi của nó mà nó thì nó ăn mình á, để chơi những game rất thoải mái. Nhưng mà rất nhiều người xin anh đây nè, rồi xin cho phai phai chỉnh bé đầu sao nó được, anh có thể nếu mà cái này mình không phải tự hào nhưng mà anh em rất là thích cái này. Mấy ngày mấy nơi của mình nó khoái cái này, biết sao? Tại vì đến học đó với em là nó là gì mà em sẽ quan xe, mày làm cái gì mình làm, mà nó sẽ xin phai bất cứ, nhiều khi nó chỉnh trong đó lệch đi, nói chung là rất là khó. Nhưng mà cái này anh chụp hình là lưu lại hết máy tính lên rồi, không anh sẽ gửi cho em cái file đó để em giữ lưu trữ, nhiều khi nó trục chặt hay là nhiều thằng nó vô ngay hay là nước nó giao xe bọn nó làm thì cũng có lúc, rồi nhiều khi nó lọt 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 nó làm lưu trữ của mình. Em chơi này thật này là quá hài lòng rồi. Cái xe này em là nhát, cái đó là thật sự. Cái xe này là không phải là làm để đi thi vậy, cuối là chẳng qua hứng đi thi thôi. Em nháp nhưng mà đối với tụi anh là không lý á, nói chung là có một cái điều như thế này nè. Như em nói với anh một cái tiệm tóc lớn, mình tới mình cắt tóc, chưa chắc chủ tiệm là cắt cho mình, tại vì em chọn cắt. Nhưng mà một cái tiệm có thể nhỏ hơn, nhỏ không có tên tuổi hơn, nhưng mà tới là đích thân chủ tiệm người ta cắt thì vẫn chất lượng hơn là một tiệm lớn mà một người học trò. Thật sự cái tiệm của anh á làm là tỉ mỉ, phải nói là tóc đầu của Việt Nam rất là tỉ mỉ luôn, làm rất là kỹ, rất là tỉ mỉ luôn. Chứ còn mà em sau cuộc thi thì em thấy đó, những shop xe shop lớn không có tỉ mỉ là cái xe mình, mà em không có đỏ làm đến trường thi. Ngay cả bản thân tụi anh là nhảy vô xe, canh xe, lao dù xe, nó như xe lao bóng lớn cái mức độ là nó mình cả trăm ra ngoài. Coi là mình chỉnh chu hết sức có thể những gì mình có thể làm được cho nó là làm hết, chứ không phải như xe ta đâu, ta xe ta vô. Bởi vì em coi nha, em biết mà cái phần sạch sẽ không á, là xe như gì xe mới. Từ cái những cái ví dụ như nó thâm ngắp cách mò không tới thôi, chứ còn ví dụ tình tiền nó mở cửa xe ra là thơm, không có bụi luôn á, nó bám mức độ mà tình tiền nó ngồi vô trên xa bên kia nó nghe vô thi á, nó nghe trên tấp lô á, có mấy tấm thảm lô mà nhào nhĩ màu sắc là nó linh tinh, nước hoa nó đồ nó treo bá đồ lủng lẳng. Em biết là em tháo hết rồi, mấy cái máy bay trực thăng đồ trang trí em tháo hết, em bỏ em cặp em mang về hết á, xe em là cũng có mà khi em thi là tháo hết. Sao em lên biết không, em sợ mấy nó rung rung nhạc rung rung ấy, trong cốp em gom hết mấy cái lặt vặt em gom đi hết luôn. Chính xác, bữa đó em bỏ lại cho anh rồi, có một con heo như là một cái miếng màu xanh đi giáo chứ á, thì bữa anh đi thi là lấy hết luôn, cảm thấy xúc đó lấy lên giấu luôn. Chung là trước mặt sợ nó rung á, là giống như giờ mình mua phỏng là không trường á, không có cái gì hết, chỉ có ca sĩ và nhạc cụ thôi. Ôi nói chung là sau cuộc thi này á là thấy quá hài lòng rồi. Mình làm giống như em cũng không nghĩ là nó đi thi đọc giải đâu gì đâu, tại nghĩ trước ngày thi là em nói đồ nhiều xe tiền tỷ quá, xe tỷ mấy không, mà xe em có hơn 300 à. Mà mới làm nữa chứ. Mà xe hơn 300 mà cái lo mới ken luôn, chưa rô ra luôn. Mà trong khi những xe 1 tỷ mấy kia nó làm trước đó gần cả năm trời đó, Roda 9 cái lo rồi. Thì một cái lo mà mới với một cái lo mà Roda kỹ thì nó trên nhau tới 30% lận, độ hay lận. À, vậy mà mình vẫn thứ ba của Việt Nam mà xe nó cũng hơn mình ở điểm rất là xuất sale, là ta cảm thấy là rất hài lòng rồi. Không như là bí quyết nó nằm trong phần cài đặt nhiều đó, mình nó rồi khi mình làm nghĩa là nó em không thể giả dối được, bây giờ em có thể làm em ập cái cửa vô là nếu ai biết chủ xe nó không thể biết anh làm gì, nó làm bậy bạ gì đó, đúng rồi. Nhưng mà em không thể nào có một cái từ nó thanh tuyệt khẩu với một cái cài đặt bình thường, thấy không, nó phải có một cái cài đặt thực sự gọi là hết sức có thể. Để mà năm sau là mình cố gắng anh à, nói như bây giờ nguyên cái nguyên MA này
biết bao nhiêu ban tổ chức là tổ chức về mà em tổng lễ ở đâu chui vô lấy cúp về cũng kỳ đâu. Nó cũng kỳ. Đúng rồi mẹ. Em là không phải gara nè, cũng không phải đại diện cho hãng nào nè. Em là giống như là đúng là người đam mê là thích bỏ tiền và nghe là hưởng thụ cho mình rồi cầm xe em đi thi thôi. Chứ em cũng không đi thi này không phải với mục đích là để quảng bá cho cái thương hiệu của em. Em cũng không có quảng bá cho gara của em, cũng không có bán hàng là em không phải về gara, em mà chỉ là dân thường và chơi âm thanh thôi. Đó. Dạ, còn, được. Còn những cái xe mà thi, những cái xe mà người ta thi vừa rồi đó là to là đại diện cho hãng nè, đại diện cho gara nè, nên họ làm mọi giá để họ lấy cúp để họ quảng bá BR cho họ. Trong đó có những vấn đề mà không có biết được. Em là giống như là ở đâu lũi vô là em giả mang em về. Em hiểu cuộc chơi là đúng rồi đó. Ví dụ như bây giờ nó thật. Anh nói công tâm, nếu bây giờ anh em mình đứng nhất đi đúng không, thì cũng có cách nó đẩy một chút xíu thôi. Đúng rồi, không bao giờ mình đứng trong lòng em á, đẩy xe em đang mua địch đó, chứ không phải là gì đâu, là em nghĩ là xe em một mua địch. Ok thôi, anh em bắt tay nhau cái rồi đi. Tụi tôi cũng đi xíu công việc. Cảm ơn nhiều á. Còn mấy cái vụ kia để tôi nghiên cứu, từ từ được cho phương án, không có gì phải vội á. Năm sau. Anh em còn gặp nhau.